Xin chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip này để ghi lại cái cách của mình làm như thế nào mà với vài dòng điện online mà mình lấy được 10.000 đô. Và cũng qua đó mình ghi lại những cái sai lầm của mình trong việc sửa chữa nhà cửa để gây những cái khó khăn cho mình khi mà mình gặp chuyện mà phải xài tới insurance bảo hiểm nhà. Thì câu chuyện xảy ra là cái mái nhà của mình năm ngoái vào tháng 11 thì bị gió bay đi mấy cái miếng, ba miếng, thì mình mới gọi cái contractor tới để mà hỏi ý kiến và giá cả như thế nào. Thì anh ta mới nói là nếu mà cái mái nhà như vậy á thì phải thay toàn bộ, và hỏi mình có insurance hay không. Thì mình trả lời có, anh ta mới chụp hình và gửi tới insurance. Người ta vì là mùa COVID cho nên không có ai mà đi tới tận nhà để mà xem xét. Thì mình cũng mừng là bởi vì họ không tới nhà, chứ nếu mà tới nhà thì họ cũng từ chối thôi, là bởi vì cái mái nhà của mình đã sửa trước đó. Đây là một cái sai lầm cần tránh, mình sửa nó có cái biên nó khác màu cho nên nó từ chối, và nó chỉ thay cho đồng ý thay cho ba miếng đó, vì giá của ba miếng đó là 841 đồng 51, mà cái tiền deductible của mình á là 1.000 đồng. Như vậy là họ không có trả đồng nào hết trơn, họ không trả, mà insurance của mình có thể là sẽ tăng lên là bởi vì mình đã bị một cái claim. Cái chiết giá ra cái nó trả ra đó thì trong 800 mấy đó, thì nó trả ra nó tính ra cái như thế nào. Còn dù nó tính như thế nào thì mình cũng không có nhận được đồng nào hết trơn. Cho nên mình mới lên cái online, mình ở cái tiểu bang Michigan của mình mới là yêu cầu họ giải quyết cho mình. Thì hỏi hai câu cuối đây, họ hỏi cái mình có ra tòa không, thì mình nói không. Người ta hỏi mình có luật sư hay không thì mình cũng không có luôn, mình chỉ đơn thân độc mã, mình thấy bất công thì mình đi kiện thôi. Thì họ hỏi muốn giải quyết như thế nào thì mình nói là mình chỉ muốn là sửa cái mái nhà của mình càng sớm càng tốt, chứ để lâu thì không có thể nó thiệt hại thêm nhiều nữa. Thì câu chuyện nó tình tự nó xảy ra là đến khi mà họ bồi thường 845 đồng rồi thì mình không có chịu, mình mới gọi lên mình khiếu nại ngay cái hãng mà insurance đó, mình khiếu nại. Thì cái cấp cấp cao hơn họ hỏi vì sao mà mình không có đồng ý với cái cách giải quyết của họ. Thì mình nói là cái mái nhà của mình đó là 40 năm, cái loại single của mình nó loại dày 40 năm. Bây giờ mà không mua, không có ra cái loại đó để mà thay thế vô mấy cái lỗ ở cái miếng single mất đó, thì họ nói tại cái mái nhà của mày á nó có màu khác rồi, bây giờ mày mua cái màu mới vô mày bỏ thì cũng là giống như dưới cái viền thôi. Thì mình mới nói cái màu á thì mình đồng ý nó khác, nhưng mà mình không đồng ý là mua cái loại mà 25 năm bỏ vô cái loại 40 năm, là cái loại mỏng nó ở giữa cái độ dày. Như vậy thì mùa tuyết á, nó sẽ thành thủng xuống, thì tuyết nó sẽ đóng rồi nó bát cấp cái nước vô là nó sẽ hư luôn cái mái nhà mình giữ khư khư với cái ý đó. Thì cái bà này bà nói bà sẽ đi tìm ra cái loại single cũ của mình đó để mà lợp trở lại ba cái miếng mất đó. Mình chắc chắn trong bụng mình nghĩ mình chắc chắn bà không bao giờ tìm ra, là bởi vì mình cách đây 7-8 năm trước khi mình thay, mình bỏ vô cái de-icing cái chung quanh đó mình tìm không ra, cho nên mình mới xài cái loại single mỏng hơn. Thì bả với nói là để bả sai người đi tìm ra vô các warehouse rồi để tìm ra có cái single dày đó không. Thì một tháng sau bả gọi lại, mình chắc chắn là bà tìm không ra rồi. Thì bây giờ bà nói bừa, bà nói là bây giờ hãng chỉ bồi thường ba cái miếng đó thôi,
Còn nếu mà mình muốn mà sửa toàn bộ cái mái nhà mình á, thì bỏ tiền túi ra. Muốn cho bả giải quyết á, thì sửa trước đi, rồi chụp hình cho bả, rồi bả sẽ giải quyết. Mình nghĩ trong bụng cái bà nội này, bả tưởng mình ngu hay sao mà bây giờ bả không giải quyết mà biểu mình nó phải tự sửa rồi gửi cho bả rồi bả sẽ giải quyết. Tại sao không có chọn cái đường đơn giản là trả tiền cho mình để mình sửa, mà phải tại sao mình phải sửa rồi gửi cho bả rồi bả trả tiền cho mình? Chứ chuyện đó chắc không có đâu. Cho nên mình cứ cãi tới cãi lui với bả rồi cuối cùng bả cũng khư khư là không có trả cho mình. Rồi bà gửi mình trở về local. Thì local là cái văn phòng mà mình mua insurance á, thì nó mới đưa người để gọi mình nói chuyện với mình. Tại vì cũng mùa COVID mà không có ai tới nhà hay trực tiếp ra chỗ local, ra cái office mà nói chuyện. Họ cũng nói chuyện qua điện thoại thôi. Thì cái bà này á, bà mới đưa thêm cái ý kiến là tại sao mình nói cái máy của mình 40 năm á, thì bây giờ mới có hai mươi mấy năm nó hư, thì tại sao không có gọi cái insurance warranty của cái máy mà biểu họ bồi thường. Mình mới hỏi ngược là bà có biết cái máy nhà của bà là cái hãng nào không, bà có biết là bà, bao nhiêu năm rồi 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 đâu phải là họ là bảo đảm, là bảo đảm labor hay bảo đảm cái gì, chứ còn còn làm gì có cái chuyện đó, nói ngược lý quá à. Thì bà cũng cuối cùng bà cũng đổ cùng là chỉ trả là 845 giống như cái bà đầu tiên, giống như cái bà thứ nhì thôi. Ngọc muốn sửa thì bỏ tiền túi ra. Mình thấy là coi như là qua ba cái người rồi, không có ai chịu giải quyết cho mình. Thì mình mới là lên online, điền cái form để mà khiếu nại. Cái đó là mỗi tiểu bang nó có cái văn phòng để người ta giải quyết những cái đề liên quan tới insurance của mình á. Thì mình lên đó mình điền, mình cũng nói ra những cái gì mình nói hồi nãy giờ đó, tức là cái máy của mình á, là nó về dày mà mình đã sửa chung quanh á, là cái màu nó khác, mình chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà nếu mà nó mỏng á, nước nó chảy xuôi từ trên xuống dưới thì cái biên á ok. Bây giờ nếu mà insurance bồi thường mà bỏ vô cái miếng giữa cái miếng mỏng giữa cái miếng dày á, thì nước sẽ đóng xuống là không có được. Thì cái nhà ở cái DIFS tức là của tiểu bang đó, nó mới liên lạc với lại cái hãng insurance mình mua. Khi mà mình điền trên online thì người ta nói sẽ trả lời mình trong vòng 4 tuần, nhưng mà chỉ một cái tuần sau là người ta đã trả lời rồi, là họ đã gọi tới cái insurance. Thì cái người cao cấp của insurance về cái máy điều hành về cái chuyện mà claim này á, mới gọi mình. Thì ổng mới hỏi mình, ông kê đó, ổng mới hỏi mình từ đầu đến đuôi. À, mình biết ổng nắm hết cái sự việc rồi, nhưng mà họ hỏi như chẳng qua là thủ tục thôi, họ hỏi mình là như thế nào thì mình cũng phải tường thuật lại từ đầu đến đuôi. Thì ổng nói làm sao mình biết chắc được là cái single hiện tại trên mái nhà mình là cái loại giày, mà may là lúc trước mình tự mình tháo mình ấy, mình giữ luôn cả hai loại, loại giày loại mỏng, mình nói là mình đang giữ. Nếu ông muốn á thì tới mà xem coi thử là cái đúng là cái loại 40 năm nó dày, loại 25 năm nó mỏng như thế nào. Thì ổng nói là ngày mai ổng sẽ cho người tới mà để mà so sánh cái single đó. Thì mình nói được rồi, ông chỉ cần trước gọi trước tôi 1 tiếng đồng hồ là tôi ra tôi lấy sẵn ra để mà để trước nhà đó, rồi kiểm tra đúng là tôi nói là cái máy hiện tại cái máy là nó dày rồi, còn cái mà bây giờ mua loại dày nó không có nữa. Thì ông nói ok ngày mai ông sẽ cho người tới, nhưng mà ngày mai á thì ông gọi lại, mình biết chắc là ông biết chắc là ông chỉ là hù mình, là coi thử mình có thực sự là cái loại dày là mỏng như không như vậy không á. Thì ngày mai ổng lại gọi lại, ổng nói rằng đồng ý bồi thường cho mình 100%. Mình nghe mình cũng không có tin, tại vì đâu có dễ dàng như vậy. Mà thực sự ổng đồng ý là coi như là lột hết cái mái nhà ra lợp lại theo kiểu mới.
rồi cái tính ra là cũng khoảng là trên dưới 10.000 đồng. Thì với trả lại mình cho cái bà mà bà Wanda đó, thì bà đó mới lại làm cái bản chiết khấu ra, khấu hao tài sản. Họ đưa mình là cái trước là cái giá trị thực tế cái mái nhà nó đang còn, và sau khi mình sửa xong á thì họ sẽ đưa vô cái phần còn lại, cái sự chênh lệch cái giữa mà cái làm lại mái nhà. Ví dụ như bây giờ cái giá trị cái nhà của mình á, cái mái nhà mình còn lại cái 5.000 à, thì họ đưa mình trước 5.000 bồi thường cho cái mái nhà đó. Sau khi thực tế mình sửa xong rồi mình tốn 10.000 thì họ sẽ đưa thêm 5.000 nữa. Thế là mình có cái mái nhà mới sau khi mà đã 3 lần từ chối. Bạn chỉ cần mình, tại vì mình biết trước là mình đúng, là không có thể nào mà cái mái nhà đang dày mình bỏ vô cái miếng mỏng, thì bạn nghĩ đi, tuyết nó sẽ đè xuống thì cái miếng nó sẽ bị ủng xuống, đâu có ai cãi mình được cái điều đó đâu. Mà tại vì ba cái con mụ kia nó cãi là bởi vì nó thấy là ba cái miếng nhỏ nhỏ mà bây giờ phải thay toàn bộ cái mái nhà, nó không có chịu giải quyết thôi. Mình đem ra cái lý mình đưa lên trên rồi, có cái người, cái nhân vật thứ ba là của cái tiểu bang đó, thì nó mới mới thấy là nó không có thể nào nó cãi hơn mình được, là cái chuyện mà để một miếng mỏng vô giữa có một xíng gồ dài là không có được. Thành ra nó mới đồng ý nó trả cho mình. Chứ còn cái màu á, là của màu của mình là mình sai lầm, là mình sửa cái mái nhà, mình làm cái nhà mình lỗ chỗ, cho nên nếu mà nó tìm ra được cái loại giày á, nó cũng vẫn bỏ cái màu lợt lên ở cái mái nhà mình cũng chịu thua, là bởi vì mình đã sai lầm, mình sửa cái mái nhà mình bỏ màu khác lên. Có nhiều người bị từ chối là họ chỉ cần trát và dầu dầu hắt lên ở trên mái nhà đó, họ lên họ coi là bị dính cái gì mà sửa trước rồi nó cũng từ chối. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm, nếu mà ai mà tự sửa hay là kêu người sửa mái nhà gì mà nó không có cái mà có một cái unit đó, một cái mà họ insurance yêu cầu á, mà mình làm sai á, thì khi mà mình điền đơn online á thì người ta nói là 4 tuần, nhưng thực ra chỉ có 1 tuần là ở họ đã liên lạc với lại hãng insurance rồi. Cái mà Michigan Department of Insurance á, họ đã liên lạc với lại cái hãng insurance của mình, và ngay lập tức cái ông mà trưởng cái claim á, cái khách hàng claim á, ông mà trưởng cái đội đó, ngay lập tức ổng gọi điện nói chuyện với mình. Thì đây là cái nội dung cái bức thư mà của cái bên insurance của cái state của mình á, Michigan của mình á, gửi cho insurance. Thì nó cũng nói lại những cái mà mình viết á, là mình viết trên online, là mình nói là mình gọi contractor tới thì có gửi photo tới người ta, thì insurance bồi thường 845 đồng, mà mình phải trả deductible 1.000 đồng, cho nên họ không có made a payment nào hết. Rồi cái shingle của mình thì không mask, cái color không màu, cũng như là cái độ dày mỏng. Thì nói là cái shingle của mình á, thì cái loại ba thép này là 40 năm, cái loại dày bảo đảm 40 năm, mà bây giờ bỏ lên cái loại mà 25 năm á, ở giữa là nó không có được á. Thì ông cái ngày 8 tháng 7 á, thì đó claim team manager, các ông dịch đó, giám đốc của cái team mà là những cái claim này đã liên lạc với mình, và ổng đồng ý là sẽ bồi thường 100% cho nếu mà mình muốn là remove hết cái group đó được. Bạn thấy không, chỉ là cái thư trước á, là ba đứa là nó nhất định nó trả mình có bốn cái 800 mấy đồng, mà chỉ cần vài dòng online mình claim với lại cái tiểu bang của mình á, thì nó đồng ý nó trả mình 10.000, mà nó chia ra làm 2 lần. Lần thứ nhất á, là nó trả cái số
giá trị thực tế cái mái nhà mình còn, ví dụ như cái mái nhà của mình xài 20 năm rồi thì nó tính còn 20 năm thì cỡ khoảng mấy ngàn đồng đó, thì sau nó trả trước cái số tiền đó, còn sau khi mình xài sửa cái mái nhà xong rồi nó sẽ trả cái số tiền mà chênh lệch đó, là nó trả lần hai lần là tổng cộng cũng khoảng around 10.000. Thì cái bây giờ làm cái mái nhà mới á, nó mình bỏ cái hệ thống van mới này vô. Hồi xưa thì em bỏ từng cục như cái nấm mồ trên cái mỗi cái mái nhà, bây giờ nó cưa trên cái đỉnh này, nó ráp vô cái này để mà cái hơi hơi nóng hơi lạnh gì á trong cái attic đó, nó có chỗ nó thoát ra, nó thông. Và cũng đặc biệt là trên cái mái nhà mình á, nó có cái mình yêu cầu thêm cái phần này, cái phần này á là cái ống thông hơi từ cái bếp đi lên, nhưng mà cái ống thông hơi của mình nó nằm nó ngang attic, nó không hồi trước giờ không có nối lên cái mái, thành ra mình yêu cầu nó đục cái mái vô. Nhưng mà khi mà mình đục như vậy á thì mưa ở trên cái mái nó rớt xuống, nó làm rầm rầm, nó dẫn cái ống xuống ở dưới rất là rõ, thành ra mình phải lên mình tháo trở lại cái ống, mình không cho nó connect với lại cái mái với cái mái nhà nữa. Đây là cái giá tiền mà có ba cái giá, nếu mình vì mình trả liền á, mình có insurance trả cho nên mình chỉ trả nó 10.000 thôi. Còn đây là cái hình của người ta chụp, mà một cái người thợ nó chụp là khi mình lên mà nó làm mình không đồng ý á, mình lên mình bị yêu cầu làm theo cái ý của mình. Vậy mà sau này á, làm xong 2 3 ngày sau mình coi là nó tra cái cục điện vô bị quẹo á, mình cũng bắt nó tới làm lại. Rồi mình chia sẻ với các bạn cho vui cái video này về những cái chuyện mà mình thấy coi như một cái thành quả, mình thấy mình cũng rất là vui với nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.